Ôi thấy rồi các bạn ơi, khủng hoảng luôn à, con bụi từ quá hơn khủng long rồi các bạn. Nó dí cá chạy hết trơn là mình không câu được luôn. Ghê quá luôn, khủng long. Xin chào các bạn ha, hôm nay mưa quá các bạn, hai chuyển mưa quá không có đi bẫy chim được các bạn, hay mình đi câu cá ha. Giờ mình đánh ở đây nè các bạn. Che dù các bạn. Câu tăng có 3 mét.
quá trời nè. Nay vô mùa đó. Nó hình như bầy luôn á, bầy hai con, bầy bốn, ba con á. Đó là kia ngồi nắng quá, mình mới đổi chỗ này. Chỗ này là hình mới rửa ổng mình câu nè, hồn nó lại ngồi câu. Hồn nó ngày nào cũng vô đây quá. Ngồi lán đây luôn. Ngồi cái chỗ này lán luôn. Xin chào anh em ha. Tới điểm này điểm mới nên em ơi. Mấy cái điểm kia nước cạn quá, cá nó không vô các bạn. Có lẽ mình vô điểm này câu nãy giờ rồi, cho cái đèn, cái mua cái đèn ở trên mạng á. Nó mới gỡ tới rồi. Mình chạy ra về lấy cái đèn các bạn. Rồi mình chạy vô ha. Quải quá. Đi nãy giờ đi mấy điểm rồi, hai điểm rồi, mấy điểm kia nước nó cạn quá, cá nó không vô ha. Có điểm này cá nó vô nè. Có điểm này cá nó vô quá. Mình ra câu các bạn, câu vừa chám nha các bạn. Nãy giờ đi hai điểm rồi đó, mấy điểm kia nước cạn quá, cá nó không có vô các bạn. Điểm này có nó vô nè, để mình uống nước cho mình xuống câu ha. Sắc nước quá. Nãy mới vừa vô tới cái radar nó điện thoại cho mình. Radar để điện nói nó giao cái cho hàng ha. Nên mình chạy ra mình lấy. Cho nên mất thời gian như vậy. Cái này cá nó vô. Mấy chỗ kia cá nó không dựa vô coi, nước cạn quá. Ở đây nó sâu á, ở đây nước nó sâu cỡ 1,5 m, 2 m á, có chỗ 3 m mấy 4 m á thì mình nó trú được đúng không? Mình nó vô nó ra, chỗ kia nó cạn quá, cá nó không trú được á, nên nó không vô ha. Chào miếng này. Cái này nó hơi cạn. Ở đây cá nó chịu ăn cầu ngon lắm. Hôm nay nước cạn quá các bạn. Đó, ăn rồi. Nó vừa rút xuống cá. Mình nào được cũng được.
ở dưới. Đây câu là bao cá rồi, bao cá rồi. Đây cá lúc nào nó cũng có vô ra. Không ít cũng nhiều. Con tiếng nó trắng này. Dính hai cái giải bụi ghê các bạn, hai lên hai cái luôn, có khi dính hai lên hai cái giải bụi quá luôn. Nó ăn rồi mà mình không biết các bạn, tại vì mình không có câu chuyên nghiệp gì cái phao này á. Ôi thấy rồi các bạn ơi, khủng hoảng luôn à, con bụi trời quá ha. Bởi lưỡi câu quá rồi, trời lưỡi nó sợ dính dưới, nó sợ quá rồi.
cái lúa. Này tối câu liềm ngon lắm. Ăn chỗ này tối câu liềm ngon. Cái chưa cái bột vô. Chưa cái lúa. Dính vậy sao mà thấy dưới cây này được chưa, cây này dưới nhất rồi, đem cá lên rồi dính cây này. Đây. Móc hoài của nó mà ở nước ngoài rồi dính vậy là nó thả rồi ha. Chục con nữa nè, cũng ghê nè. Tính vậy không các bạn, nó lớn quá nó không luôn không gặp được. Thôi mình học sau. Nhỏ do ít ngồi, không có hao, không có hao ngồi quá. Nghe gì về tối một nhóm lưỡi nhỏ tối này đánh đánh liền tối nay mình câu đi luôn nè. Video của mình cũng đã dài quá rồi ha, tôi cũng mến chào mọi người ha, chúc mọi người theo dõi video được vui vẻ và thư giãn. Xin chào và hẹn gặp lại.